Sáng nay ngày 5 tháng 7, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên khai mạc. Tại hội nghị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tập trung thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm 2021-2025, xem xét ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ khóa 13, quy định thi hành điều lệ đảng và quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng nhiệm kỳ khóa 13, tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất. Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu một số vấn đề có tính chất gợi mở cho hội nghị. Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm 2021-2025, Tổng Bí thư đề nghị Trung ương dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, đánh giá một cách khách quan toàn diện tình hình kinh tế xã hội nước ta hiện nay và phân tích dự báo xu hướng phát triển trong thời gian tới dưới tác động của đại dịch COVID-19, của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các xu hướng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh mới trên thế giới. Trên cơ sở đó, đề nghị Trung ương cho ý kiến vào các vấn đề lớn nêu trong tờ trình và các báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, nhất là những vấn đề quan trọng thuộc về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo còn có ý kiến khác nhau. Chú ý làm rõ, tạo sự thống nhất cao về những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ chủ yếu, một số chỉ tiêu cơ bản và đặc biệt là các cơ chế chính sách, biện pháp cụ thể sát hợp với thực tế, có tính đột phá khả thi cao, bảo đảm thực hiện thành công các kế hoạch đề ra. Quán triệt thật đúng và tổ chức thực hiện thật tốt các chủ trương, quyết sách lớn của Đại hội 13 về hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển. Trước hết là thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển nhanh và bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường, củng cố tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao nội lực, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, tăng trưởng kinh tế gắn liền với phát triển xã hội, xây dựng phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh của con người Việt Nam, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, đổi mới mạnh mẽ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với xác định rõ trách nhiệm và tăng cường hiệu lực hiệu quả phối hợp, giám sát, kiểm tra việc thực hiện để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình phát triển. Về xây dựng quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là việc làm cần thiết ngay đầu nhiệm kỳ mỗi khóa sau Đại hội Đảng, nhằm cụ thể hóa điều lệ đảng, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc và phương pháp công tác của các cơ quan lãnh đạo đảng, bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Về việc giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đây là việc rất hệ trọng. Tại hội nghị hôm nay, Bộ Chính trị đề nghị Ban chấp hành Trung ương xem xét giới thiệu nhân sự theo hướng đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và 24 chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước khác đã được Hội nghị Trung ương 2 khóa 13 giới thiệu hoặc cho ý kiến thông qua với số phiếu tín nhiệm cao, thì Ban chấp hành Trung ương không tiến hành bỏ phiếu giới thiệu hoặc lấy ý kiến lại nữa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nội dung chương trình hội nghị Trung ương lần này bao gồm nhiều vấn đề rất cơ bản và hệ trọng liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân trong nhiệm kỳ khóa 13, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới. Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 9 tháng 7.